Diệu Nhi tạm biệt năm cũ, vô tình lộ giới tính con đầu lòng. Suốt thời gian qua, cư dân mạng xôn xao nghi vấn Diệu Nhi hạ sinh con đầu lòng với diễn viên Anh Tú. Nữ diễn viên chọn cách im lặng và từ chối chia sẻ chuyện cá nhân khi được truyền thông hỏi về việc sinh con. Tuy nhiên, hành động mới đây nhất của Diệu Nhi như ngầm khẳng định chuyện có em bé. Diệu Nhi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chào năm cũ 2021 trên trang cá nhân, khiến nhiều người chú ý tới một chi tiết lạ. Tạm biệt 2021, cảm ơn bà đã đem đến cho tôi nhiều điều hú hồn. Năm mới nhiều sức khỏe nhé cả nhà. Việc nữ diễn viên vô tình nhắc đến bà nào đấy khiến cô phải hú hồn. Dân tình không khỏi đặt câu hỏi, phải chăng đây là cách mà Diệu Nhi nói vui về đứa con gái đầu lòng của mình? Dưới bài viết, cư dân mạng tò mò bình luận, bà chắc là con gái rồi. Chỉ với một chi tiết nhỏ này, nhưng người hâm mộ cũng đoán được giới tính của con Diệu Nhi và anh Tú. Trong thiệp được đích thân cô khoe lên trên trang cá nhân, có dòng chữ gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn bàn tán chuyện showbiz.